Hello everyone, xin chào tất cả các bạn. Chúng mình sẽ học tiếp về chủ đề các món ăn ngon nhé. Ở đây đó là món trứng, quả trứng, eggs, thịt, các loại thịt, meat, sữa, milk, nước ép, trái cây, juice, nước uống, nước lọc, water. Hôm nay chúng mình học với cấu trúc câu hỏi: bạn có muốn ăn cái gì đó hay không? Do you want to eat món ăn nào đó? Và nếu như mà bạn muốn thì bạn sẽ nói yes I do. Còn nếu như bạn không muốn ăn món đó thì bạn hãy nói No, I don't. Chúng mình đi vào các ví dụ nhé. Bạn có muốn ăn trứng lúc này không? Do you want to eat eggs? Yes, I do. Có, tớ rất thích. Cảm ơn. Do you want to eat meat? Bạn có muốn ăn meat, ăn thịt không? Yes, I do. Tớ rất thích. Còn nếu như bạn muốn hỏi về một cái món, đó là món sô-cô-la chẳng hạn. Do you want to eat chocolate? Do you want to eat chocolate? Bạn không muốn thì bạn sẽ nói No, I don't. Tớ không thích, tớ không muốn đâu. Hoặc bạn có muốn ăn sandwich, bánh mì kẹp hay không? Do you want to eat sandwich? No, I don't. Không, tớ cũng không muốn ăn lúc này đâu. Đó, vậy thì chúng mình sẽ học tiếp về các loại đồ ăn thức uống này và hỏi trả lời xem ai đó có muốn ăn cái gì hay không. Goodbye.